Trục Thần Đạo, Con Đường Tâm Linh. Chùa Tam Trúc, Con Đường Thần Đạo, bắt đầu từ Trung tâm Hội nghị Quốc tế, nơi sẽ đón 1.500 lãnh đạo Phật tử trên thế giới về dự hội nghị Vesak 2019 từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 5 năm 2019. Bắt đầu từ Trung tâm Hội nghị Quốc tế, đến Cổng Tam Quan, đến Điện Quan Âm, Điện Giáo Chủ, Điện Tam Thế, và điểm cuối cùng là Chùa Ngọc, với chiều dài ước tính trên 2 km là trục phong thủy chính và là nơi hành hương cho các Phật tử về hành lễ và tham quan cảnh chùa. Không gian cảnh quan theo trục thần đạo từ cổng tiếp đón đến Tam Quan, Điện Quan Âm, Điện Giáo Chủ, Điện Tam Thế và Chùa Ngọc. Rất nhiều cảnh quan tuyệt đẹp, hùng vĩ và linh thiêng. Khi hành hương trên trục thần đạo, chúng ta mới cảm nhận được sự tôn nghiêm, tĩnh lặng, dường như không còn khoảng cách giữa thế giới tâm linh với thế giới hiện tại, đem chúng ta về với cõi linh thiêng, bồng lai tiên cảnh. Hãy xem những hình ảnh của con đường thần trục đang từng bước hoàn thiện qua ký sự UNESCO